cô bé thường ham chơi về khuya và đi qua nghĩa địa mới về đến nhà. Thường cứ đến đó là cô bé chạy trôi chết vì sợ. Lần đầu cô bé nhận ra có một ông chủ lớn tuổi hôm nào cũng ngồi uống rượu một mình trước nghĩa địa. Ban đầu thoạt nhìn cô bé nghĩ là ma nhát cô bé, nhưng do hành động của chủ này kỳ quái nên cũng không dám đến gần. Có một hôm ông chủ ngà ngà say gọi cô bé lại. Con sợ ma lắm hả? Cô bé đề phòng gật đầu. Dạ sợ. Ông chủ nói tiếp, vậy sau này đi ngang qua đây thì nhờ chú dắt đi cho, chứ đừng có chạy đi nhanh quá, nguy hiểm. Mẹ con nói không ai tự nhiên đối tốt với mình cả, trừ khi họ có ý đồ. Nhỏ vậy mà cũng lanh nha, chú có ý đồ thật đó. Lúc chú dắt con đi, nếu thấy ma thì la lên cho chú biết với nha. Để chú hỏi nó có thấy vợ của chú không, chứ cô ấy ra đi lâu rồi vẫn chưa chịu về. Ngày nào chú cũng ra đây đợi nhưng mà không gặp.